ai đâu. Sao cô thế? Cô người đâu đấy? Này kiểu gì đây ông ạ? Tiền 100 trả lại, bao tiền? Tập trung vào chuyên môn. Hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Bao tiền rồi cô? 95 triệu 20 nghìn. Còn tiền không anh? Hết tiền rồi. Bao nhiêu rồi cô nhỉ?
32.500. Bao nhiêu rồi? 39 rồi nghìn được không? 准备点五张了哦。准备hết点五张了哦。啥好吗？Pin yếu rồi, thấp hơn 2% pin, pin yếu quá. Cắm luôn cái dây sạc à. Chào cả nhà nhá. Tiền 200 rồi, nó có tầm 100 rồi mà. Hết rồi. Quay lại đằng sau đi. Quay lại đằng sau. Đây à? Vâng. Nó chuẩn bị sẵn tiền 100 rồi. Ra ngân hàng mà. Chào tất cả mọi người nhá. Cổ vũ cho BOT. À, hôm nay BOT Thanh Tùng cùng với các anh em lái xe lên trạm thu phí uống nước chè. Anh em là lên phản đối ôn hòa trạm này thu cao quá, và đây là không phải là trạm BOT, nó chạm đường 5 cũ mà. Alo. Thu quá cao, thu bù cho đường 5B. Alo. Bây giờ anh em tôi không đi đường 5B lại phải trả phí đường 5B, mà cái đường này là cái đường quá xấu. Lợi đang lên Sapa giao hàng về. BOK OT có tiền 100 rồi. Biết là biết thông tin là có tiền 100 rồi, nhưng mà tờ này là hiếm nên là thôi sống cũng, đó. C-
cứ lấy tờ 100. Ờ, để An đợi hỏi em nè. Rồi rồi. Anh Kim anh vừa lại họ vừa hỏi đấy, bảo thêm sảnh họp hành trong cổ gì. Chào mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người một lúc một chút nữa nhá. Anh em lại uống được chè tí là quay lại. Lại phải đi về nhà nên uống được chè rồi quay về nhà nhá.